tháng 11. Một ý lần, một điều gì khiến kế hoạch hay mong ước của con không thành hiện thực, hãy coi đó như một sự nhắc nhở rằng con cần thông công với ta. Điều này có nhiều ích lợi. Ích lợi đầu tiên là điều hiển nhiên. Chuyện trò với ta sẽ khiến con được phước và làm mối tương giao của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Một lợi ích khác là những nỗi thất vọng sẽ không khiến con chìm xuống, song trở thành những cơ hội tốt đẹp. Điều này khiến những hoàn cảnh khó khăn trở nên dễ chịu hơn. Con vẫn có thể vui vẻ ngay trong nghịch cảnh. Hãy bắt đầu bằng việc rèn luyện kỷ luật thuộc linh này trong những nỗi thất vọng nhỏ nhỏ trong đời sống con. Chính những vấn đề nhỏ đó thường khiến con rời xa sự hiện diện của ta. Khi con coi thất bại là cơ hội, con sẽ thấy rằng con nhận được nhiều hơn những gì con mất đi. Chỉ sau khi rèn luyện nhiều, con mới có thể bắt đầu áp dụng cách tư duy tích cực này cho những thất bại hay mất mát lớn. Nhưng con luôn có thể nghĩ như sứ đồ Phao-lô, người đã viết rằng: "Tôi coi mọi điều tôi từng xem trọng chỉ như cỏ rác khi so với điều tuyệt vời nhất, được biết đấng Christ." Trong Côlôse đoạn 4 câu 2 có chép rằng: "Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn." Trong Philip đoạn 3 từ câu 7 tới câu 8 có chép rằng: "Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi xem những lỗi lộc mình có như là sự lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết đấng Christ Giêsu, Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được đấng Christ." Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah.